thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới sắp diễn ra. Người người nhà nhà đang hối hả chuẩn bị cho một năm mới thật sung túc, hạnh phúc và cũng đầy niềm vui. Và hơn hết, năm mới đến còn là dịp để những đứa con xa nhà trở về quê, quây quần với gia đình, với nồi bánh chưng, bên những căn bếp hồng và cũng để ôn lại chặng đường đã qua của năm cũ. Chặng đường đã giúp con người ta trưởng thành hơn qua biết bao bôn ba khó khăn của cuộc đời này. Tuổi trẻ ai mà chẳng có khát vọng, có hoài bão, nhưng con người trẻ luôn dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và đối mặt với bao thử thách ngoài kia, ngoài gia đình của mình. Trong những niềm đam mê cháy bỏng đó, những chuyến đi là đặc quyền của tuổi trẻ. Những con người trẻ luôn sống hết mình cho tuổi thanh xuân của họ. Họ muốn được trải nghiệm, muốn được bôn ba để học hỏi thêm từ những miền đất mới. Tất nhiên là trong mỗi chuyến đi, thành công cũng như thất bại là hai thứ bạn không thể tránh khỏi. Nhưng để rồi, sau tất cả, gác lại những chuyến đi xa, nhà là nơi để ta về. Nhà là nơi để ta dừng chân, để con người ta có thể ôn lại kỷ niệm và thấm thía những bài học quý giá từ cuộc sống cùng với những người mà ta gọi là gia đình. Không chỉ có trong cuộc sống thường nhật, thông điệp đi để trở về còn hữu hiệu trong cả làng Túc Cầu, nơi mà những người con đã trở về mái nhà xưa của mình, nơi giúp họ có được thành công thời trai trẻ sau bao tháng năm lưu lạc ở những chân trời xa xôi. Những cầu thủ đó từng là những người trẻ đầy hoài bão, đầy khát khao để họ muốn chinh phục những thử thách mới. Và dù có trải qua những thành công hay thậm chí là gục ngã nơi đất khách, họ vẫn trở về mái nhà xưa, nơi có những cổ động viên luôn sẵn sàng chia vòng tay chào đón những đứa con của mình trở về như những người cha, người mẹ. Hình tượng cầu thủ mà chúng ta luôn nhắc đến để nói về việc đi để trở về, đó chính là Fernando Torres, huyền thoại của Atletico Madrid và Liverpool. Bất kỳ ai, họ cũng cần một khoảng thời gian tự trui rèn bản thân để trở thành một cầu thủ siêu sao. Nhưng với Enino, sự thăng tiến vượt bậc ngay khi còn rất trẻ là bước chạy đà tuyệt vời cho chàng trai sinh ra mảnh đất Fuenlabrada. Gia nhập học viện của Atletico Madrid từ khi còn là một cậu nhóc 10 tuổi. Năm 1998, Torres đã có danh hiệu đầu tiên cùng với đội trẻ Atletico khi tham dự vào đội U15 tham dự giải Nike Cup. Chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, nhưng chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn mang tên Fernando Torres đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lứa tuổi đó. Và khi mới 19, Enino đã được chọn làm người giữ tấm băng thủ quân của Los Rojiblancos Blancos và cây săn bàn chính của câu lạc bộ thủ đô. Ở một thời điểm nào đó, lúc con người ta đã đủ trưởng thành, họ sẽ muốn tìm kiếm cho mình những thử thách mới hơn. Atletico Madrid là nơi đã ươm mầm tài năng cho Torres và cũng là cây cầu đưa anh đến với bến bờ Liverpool. Một bản hợp đồng diễn ra vào mùa hè 2007, thời điểm Enino cập bến đội chủ sân Anfield. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ngôi sao trẻ đã khẳng định mình tại sân chơi La Liga. Để rồi, tất cả những gì còn lại là lịch sử của một trong những sát thủ đáng gờm nhất ở Premier League. Những năm tháng cống hiến cho The Cop, dù chẳng thể giành bất kỳ danh hiệu nào, nhưng Fernando Torres luôn là thần tượng lớn nhất với những người hâm mộ đội bóng thành phố cảng. Thế nhưng, bước ngoặt đến với Enino khi những chấn thương liên tục đến với anh kể từ ngày chàng tiền đạo này khoác lên mình màu áo xanh của thành Luân Đôn, Chelsea. Đánh mất phong độ làm bàn ngày nào như thời còn khoác áo Atletico Madrid hay Liverpool, sự nghiệp của Torres trở nên lần đận. Để rồi, anh chuyển đến Milano sau đó và cuối cùng là quay trở về mà nơi anh vẫn gọi là mái nhà, Atletico Madrid. Về với Vicente Calderon ngày xưa và giờ là Wanda Metropolitano. Về mái nhà mà hàng vạn người đã hô to tên Torres khi anh chỉ mới là một cầu thủ trẻ 19 tuổi. Dù không thể quá xuất sắc như ngày xưa, nhưng chỉ cần Enino ra sân, khắp các khán đài Atletico Madrid đều vẫn hô vang tên anh. Người đội trưởng trẻ nhất lịch sử đội bóng năm nào là giữ đúng lời hứa. Còn nhớ, trước khi rời Madrid vào mùa hè 2007 để đến với nước Anh, Torres đã từng tâm sự: "Tôi hy vọng đây sẽ chỉ là lời chia tay tạm thời, bởi trong đầu tôi luôn nghĩ ngày mình sẽ trở lại." Và cuối cùng, Torres thực hiện đúng lời nói năm xưa của mình sau 7 năm. 7 năm đó, từ một đứa trẻ, anh vụt sáng thành tiền đạo hàng đầu châu Âu với hàng loạt bàn thắng cùng những danh hiệu cao quý lớn nhỏ trong cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Nhưng rồi, cũng sau 7 năm, Torres trở về khi đã rơi phong độ một cách trầm trọng. Tuy nhiên, với người Atletico, họ chỉ cần được nhìn thấy gương mặt anh, nụ cười của anh, với họ, vậy là đủ. Cách mà Torres trở về mái nhà xưa khi Atletico Madrid cũng giống như cái cách Kaká lẫn Andriy Shevchenko quay trở về San Siro sau những năm tháng lụi tàn. Với các tifosi, AC Milan của những năm đầu thế kỷ 21 là một trong những câu lạc bộ hùng mạnh nhất châu Âu. Những siêu sao của Rossoneri thời điểm đó là những cái tên đầy mơ ước với mọi đội bóng. Thế nhưng, lại có những cầu thủ chọn cách rời đất Ý để tìm kiếm cho mình những bến đỗ đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Để rồi, những bến đỗ đó là nơi đã khiến họ đánh mất chính mình. Những trường hợp đó không ai khác là Kaká, là Andriy Shevchenko.
Nếu như danh hiệu Champions League 2007 và quả bóng vàng cùng năm dành cho cầu thủ người Brazil là những điều cao quý nhất mà Kaká có được trong màu áo AC Milan, thì tiếc thay, quyết định khoác lên mình màu áo trắng hoàng gia Real Madrid vào năm 2009 lại là bước đi thiếu chính xác nhất trong sự nghiệp, có lẽ còn đầy rẫy hào quang hơn của Kaká. Mùa hè 2009, Kaká sải bước trên mặt cỏ Santiago Bernabeu, mang theo biết bao kỳ vọng từ người hâm mộ đội bóng thủ đô Tây Ban Nha cho một cuộc cách mạng mới Galacticos 2.0 do đích thân chủ tịch Florentino Perez gây dựng. 67 triệu euro là con số khổng lồ thời điểm đó, nhưng cũng là cái giá quá đắt mà cả Real Madrid lẫn cá nhân Kaká phải trả cho một thương vụ thất bại. Tiền vệ hào hoa xứ Samba đã khiến những con tim hướng về chính anh phải buồn lòng, một nỗi buồn mang tên lụi tàn vì chấn thương dai dẳng. Và trước cả Kaká, Andrei Shevchenko rời khỏi AC Milan sau vụ lùm xùm Calciopoli để tìm kiếm thử thách mới tại nước Anh xa xôi trong màu áo Chelsea, bỏ lại những năm tháng huy hoàng cùng Rossoneri trong quá khứ. Nhưng rồi, chú linh dương Đông Âu ngày nào đã lạc lối tại xứ sở sương mù khi không tìm lại được chính mình. Sau khoảng thời gian thất bại ở Chelsea, Shevchenko đồng ý quay trở lại AC Milan dưới dạng cho mượn sau hai mùa giải vật vờ tại nước Anh. Ngay về San Siro, Sheva tuyên bố vui mừng ngày trở lại này còn hơn cả việc đoạt chức vô địch châu Âu. Nhưng rồi, mọi thứ đâu lại vào đó. Đứa con cưng ngày nào của San Siro chỉ còn là một lão tướng 32 tuổi mất đi bản năng sát thủ, thứ vũ khí đã từng tạo nên thương hiệu linh dương Đông Âu. Tuy nhiên, được trở về mái nhà thân thương thành Milano vẫn mang lại cho Sheva cảm giác khó tả hơn so với những năm tháng tăm tối của anh tại xứ sở sương mù. Sẽ có những thời khắc, bóng đá không còn là những toan tính, những bản hợp đồng mang yếu tố thương mại, những lợi nhuận đi kèm, mà thay vào đó, cái cảm giác ta được thèm trở về nhà, nơi họ đã từng bước trưởng thành, từng bước vươn tầm trên đỉnh cao của sự nghiệp mới là thứ đáng để trân trọng hơn cả. Hồi đầu năm 2012, khắp các khán đài sân Emirates như nổ tung, không phải vì Arsenal giành được một danh hiệu nào đó, mà bởi vì sau 5 năm xa cách, đứa con của thần gió, đứa con mà các Gunners luôn hết mực yêu quý, Thierry Henry, một lần nữa trở về với tư cách là một cầu thủ của đội bóng. Những ký ức năm nào về một thời hoàng kim của chiếc họng pháo đã từng phá đổ mọi kỷ lục để tạo nên mùa giải bất bại 2003-2004 như hiện về. Henry, dù anh có đến Barcelona, có đầu quân cho New York Red Bulls ở những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp đi chăng nữa, anh vẫn luôn là đứa con trai của vị giáo sư Arsène Wenger đáng kính. Không ngoa khi nói rằng Thierry Henry là bản hợp đồng thành công và vĩ đại nhất của Wenger, minh chứng là bức tượng đồng của anh ngay bên ngoài sân vận động Emirates. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi khi được thi đấu cho đội bóng cũ nhờ bản hợp đồng cho mượn từ New York Red Bulls, Henry vẫn biết cách chiếm trọn trái tim của những người hâm mộ pháo thủ mà anh đã từng làm hàng trăm lần trong quá khứ. Titi ghi bàn, anh chạy dọc đường pitch ăn mừng với cái cách thời trai trẻ ở Highbury. Anh đấm vào không trung, chạy đến ôm chầm lời Wenger, một cái ôm của người con dành cho người cha ngày trở về nhà sau bao năm xa cách. Fernando Torres, Thierry Henry, Ricardo Kaká, Andrei Shevchenko hay thậm chí là Ian Rush, Robbie Fowler, Thánh Johan Cruyff, tất cả những người con đó sau bao năm xa cách, dù thành công hay thất bại nơi đất khách, họ vẫn chọn cách quay trở về nhà, quay về nơi đã từng nuôi dưỡng mình trong những chuyến ga cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ bằng những tấm vé thông hành đầy ý nghĩa. Cuộc sống này cũng giống như những câu chuyện kể trong bóng đá, chúng ta ai cũng có kế hoạch, những dự định riêng cho bản thân. Những chuyến đi sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn và cũng nhận ra nhiều thứ. Ta yêu gia đình của mình hơn tất cả. Dưới một xã hội đầy bon chen, nhiều người đặt lợi ích lên trên hết, thì gia đình là nơi cho đi tình thương mà không hề muốn nhận lại. Những lúc ốm đau hay vấp ngã, những lúc gian khó, nguy nan hay muộn phiền, gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc nhất cho mỗi người trong chúng ta. Sau cùng, Tết vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất, là lúc mà con người ta trở về bên nhà, quây quần bên mâm cơm cuối năm, cùng kể cho nhau nghe về những chuyện buồn vui năm cũ và sẵn sàng đón một năm mới tốt đẹp hơn. Hãy cố giữ vững giá trị của Tết cổ truyền, đừng vì cuộc sống bận rộn mà đánh mất nó. Đó mới là ý nghĩa của một cái Tết sum vầy. Chỉ còn vài thời khắc nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới. Thay mặt cho toàn bộ ekip của Cả Bóng Đá và Cảm Thể Thao, xin chúc toàn bộ khán giả của kênh và đặc biệt là những ai đang xem video này một năm mới thật bình an, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc cũng như học tập. Còn bây giờ, xin chào và chúc mừng năm mới! You can